Xin chào quý vị, anh chị và các bạn đã đến clip của mình. Thì hôm nay mình đang ở thôn Minh Mỹ, xã Tân Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một chiếc xe là xúc. Cái đây chỉ là xúc thôi các bạn. Cái đây xúc để xúc trồng là keo rồi đó. Chúng ta xúc làm đường rồi đó. Mà đường em thấy người ta xúc cái xe này. Đây là cái chị chủ của quý vị ơi. Đó, chị chủ với xe này. Xíu nữa mình sẽ gặp ông xã của chị và nói chi tiết hơn. Đó, thì trước mắt thì mình quay cho quý vị xem chiếc xe xúc hiện giờ đang để nhà chị. Xe này mới về một tháng nay thôi. Xe hàng Nhật, đúng rồi, chị nói hàng Nhật của vậy. Thì xe bên Nhật ra đem gì gỡ gì. Xe bên Nhật gỡ về. Thì chiếc xe này quý vị thấy ông đó thì chi tiết rồi mình thấy nó còn rất là đẹp. Nước sơn đồ riêng luôn. Nước sơn thấy rất là mướt các vị. Đây mình quay cho, nếu quý vị có nhu cầu thì chúng ta thì có thể liên hệ số điện thoại mình sẽ để trên màn hình, trên DVD để cho quý vị xem xe. Có thể là nếu chúng ta ở thành phố Quảng Ngãi, trong tỉnh Quảng Ngãi thì chúng ta có thể tới để xem xe luôn. Còn không thì chúng ta coi trên màn hình rồi chúng ta điện để mà khom khổ giá cả với anh chị. Anh chị là có con bán xe bên Nhật về là rất là nhiều chiếc. Nhiều loại xe. Cano cũng có không chị? Đủ loại. Đó thì quý đây mình cái xe này xong mà mình thấy nó rất là hay nè các vị. Quý vị, nên nó có cái cục gì sao nó nè. Cục sao cho nó định vị chiếc xe. Định vị chiếc xe nó vững hay sau đó mà này mình thấy cái sao hay nó bon vậy đó nghe quý vị. Hồi Nhật thấy ngộ nghe quý vị. Đây. Rồi để cho quý vị xem coi chi tiết luôn nha. Đó. Rồi rồi. Dạ. Đây quý vị thấy không? Đó. Đó, xe này thì ở bên Nhật về. Đó, mới về một tháng nay thôi, cũng xin nhắc lại là ở thôn Mỹ, xã Tân Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Gần trường cấp 3 Ba Doa, xã Tân Bắc. Đúng rồi, ngay sân banh. Cái đây thì nếu mà người ta hỏi tới ngoài anh chị là người ta hỏi tên gì hay? Nhân Loan. Anh chị Loan, anh Nhân. Ai cũng biết. Đó. Quán cua Loan. Cà phê. Đó. Anh Nhân nghe quý vị. Xe về liên tục mà đây là một chiếc mà về đây là mới về một chiếc đây. Đó thì để là mình cũng mới biết cái thôi nên xuống mình chia sẻ cho quý vị chiếc xe này. Đó quý vị có thể mà giá cả này thỏa thuận. Có thể quý vị hãy điện cho anh chị Nhân luôn. Và nếu quý vị cần những chiếc xe tương tự như thế này, quẹn chiếc xe mẫu mã khót đó chẳng hạn, thì quý vị cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình thì anh chị sẽ tư vấn đó, hoặc là gặp trực tiếp con của anh chị chuyên là mua bán xe bên Nhật nhập về đó. Xe đây là xe đã qua sử dụng quý vị đó, qua sử dụng đây. Hôm nay bên Nhật về ngay quý vị đó. Ở đây để xíu nữa ảnh về mình ảnh sẽ mở cái đây, mình mà vẫn mở ra được hả chị? Chìa khóa nó mở ra ra coi hả? Rồi để xíu nữa chồng anh Nhân về rồi mới mở cái bộ máy ra nè. Mở bộ máy ra luôn cho người ta coi luôn. Rồi rồi, để xíu nữa anh về anh mở cho mình sẽ quay trực tiếp trong cái bộ máy cho quý vị coi cho nó rõ ràng luôn. Đó, cái đây là cái cần đây chắc gia tái về lui đây mình cũng không rành đây. Gia tái về lui. Em có bàn lái mà B2 đâu, ngày xưa chạy taxi đâu chứ còn xe này thêm nghĩ xe này cũng không cần bàn lái thì quý vị mua mà để đi xúc chạy trong đi làm công ty rồi đó. Thì xin công ty có bàn lái thôi chứ còn nếu mình đi mua mà mình để rồi mà xe nó kia nó chở ở đây rồi tai nạn họ xuống trong núi trong rừng trong nhà thôi chứ họ bàn lái chi
Cho nên xe này quý vị mà không có bằng lái, quý vị vẫn mua là lái bình thường nha quý vị. Điều khiển bình thường thôi. Đó, nó không có gì khó khăn đây nè. Xe này nó chạy chậm thôi, đi đâu xa thì có xe khó chở. Đó, còn đi gần gần ở đây thì mình lưu lưu trong nhà đây thì trong xóm đây thì để nó gần. Đó. Đó, chi tiết này, này quý vị thấy không? Đó, đồ Nhật nó rất là sát sổ, đẹp nha quý vị. Đó. Cái đây cái cọp này, đây cái tay trước đây cái cọp đây rất là thuận tiện cho việc mà quý vị chúng ta đồ mắc mương làm ruộng cho trồng keo lại đồ quá nó hù quá nè quý vị. Đó, đắp bờ đó. À, nó nhỏ này đồ đường rồi nè. Đồ đường xóa rồi nè. Đó. Ví dụ em nói vậy nó có in vô trong đó không? Nó đưa vô luôn. Đưa lên vô kênh của em. Về chị đây chị cũng chưa biết ở tầm bé nhưng mà chưa biết cái kênh của mình quý vị. Thì chị hỏi vậy, về chị vô vi là non VN. Ở lúc trước em để vi tài vlog của em đổi tên rồi thì chị có vi đà nôm tên con của em VN. Là vô con đó giờ chị thấy. Xíu em ghi cho. Đó. Đó, cái cần mình thấy nó rất là nhẹ, đồ Nhật nó lộn rất là sát sổ nha quý vị. Mình thấy nó rất là nhẹ nè, chưa nổ máy mà nó nhẹ vậy nè, thấy không quý vị thấy không nè. Chỉ cần một ngón tay thôi mà mình đã nó trợ lực ngang quý vị. Đó. Đồ của Nhật nó trợ lực nó rất là tốt. Đó. Đây ngon mà. À, xe đây nó quay tròn luôn, xe Nhật là ngon rồi. Nó cái chắc của nó là chắc xe Nhật không có gì. Đó. Nè cái chữ Nhật luôn nè, trong cái Google cái logo của nó nè, Nhật con chữ hả? À. Đây đây cái hiệu đây. À cái hiệu đây quý vị, ha. Không có xài làm đâu. À. Cho chị nó ở vậy mà, ở bên Nhật sợ gì bốn mà. À bốn chị biết cái bên trong Sài Gòn nữa mà. Dạ. Yeah. À, chị đây chị là chia sẻ là con chỉ là bón ở Sài Gòn là hoàng ở bên Nhật đã đem về quý vị. Đó, thì mình cũng xin nhắc lại như thế. Đó, xe là bên Nhật đem về, con chỉ bón rất là nhiều mẫu mã loại xe khác nhau chứ không phải là loại xe này không. Ở hiện giờ là nhiều anh chị có nhu cầu nhưng mà không biết mua chiếc xe này ở đâu. Đó, thì mình quay chi tiết cặn kẽ cho quý vị xem. Rồi anh về rồi anh mở cái máy cho quý vị xem luôn nha. À, rồi đưa xíu nữa chị đưa số điện thoại luôn nha. Số điện thoại lên đây em để trên chữ đề cho ta luôn nha. À. À mở hoài cái lóc má luôn anh. À, anh về mình sẽ đây quý vị không? À, kiến này. À. Biết chứ mình không biết lộn mà lấy gì biết. Đúng rồi, đưa lên Facebook luôn. Đưa lên chị YouTube luôn. Mấy cái con chị à, chị mới về đây chị Tịnh Bác Quảng Ngãi mình đây quý vị. Đó, cho nên là ít ai biết mình tưởng là mà xuống nhà anh chị mình làm chìa khóa. À, cửa thì mình thấy chiếc xe đạo này mình tưởng là anh đi xúc ở cho ta. Nhưng mà không phải quý vị, ảnh chuyên buôn bán. À, ảnh buôn bón cho con của ảnh. À, con của ảnh là gửi về đây bón. Chia sẻ cano luôn. Cano luôn à. Cano, rồi. Máy thủy là cano. Rồi bây giờ ảnh đang mở cái nắp này quý vị. Rồi. Rồi. Đó bây giờ anh mở rồi quý vị đó thấy không? Rồi. Đây cái bộ máy phía trong đây mình quay cho quý vị xem. Ở bộ máy đây sát sổ đẹp. Đây. À, cam luôn á. Đồ hàng Nhật phải không? Đó thì nếu mà quý vị mà chúng ta mà rành xe thì chúng ta đi khom khổ xe thì chúng ta coi bộ máy xe này. Đó. Ủa đây rất sạch. À ta lòm nè, bóng đường thấy không? Sạch sẽ đẹp phải không? Đây. Chắc cần trên vào rồi. À đồ Nhật nó lòm sát sổ vậy. Máy móc sạch. Chị quay vô máy đây nè. À. Quay vô dòng máy đây nè. À dòng máy đây. Đúng rồi. Ủa dòng máy hiện đại quá nè. Đó, ai đây là anh Nhân này quý vị. Đó. Có thể là liên hệ là trực tiếp với anh Nhân quý vị. Chúng ta có thể nhiều giá cả xe khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Anh đều con ảnh bón đều có thể mà tư vấn cho quý vị các anh chị các bạn. Đó, khi mở cái đó lên có cái chỗ mà chúng ta gót cái cần ở đây luôn thấy không này cái này. Ông quý vị thấy không? Đó, đây cái bộ máy của nó đây. Chi tiết. Đó. Ở đây là cái khóa đây các bạn, đây khóa đây. Đó, chúng ta khóa lại. Đó.
đúng mà tìm tới cái đó mà chờ mở cái file đó họ nhìn nha. Dạ dạ, ta tìm lên nha mọn, rồi có gì ta sẽ liên hệ số điện thoại của anh chị ở trên này. À, số điện thoại của anh là số mấy? 093. À, 093 899 5806. À, số của anh Nhân. À, quý vị gặp trực tiếp của anh Nhân đó là số mà điện thoại của anh. Mình sẽ để trên màn hình và trên tiêu đề cho quý vị nhiều đủ loại xe không anh? Đủ loại xe. À, gầu. Có Manu. À. Gầu coi như là 3 tấc, 03, gầu 3 tóm, gầu 40, tùy theo loại. À. Nhiều loại lớn nhỏ khác nhau. Xe ủi luôn có luôn. Đây đây là cái đây vừa xúc nè, còn là ủi nữa. Vừa xúc vừa ủi nữa. Ủi nè. À vừa xúc vừa ủi nữa. À, cái đây là cái cơm cái đây là à. À bên Nhật. Đồ Nhật ngon á. Hiện giờ nó đang đang về một công tên là tàu má thủy. Hướng này. Cano. Trong đó có một chiếc máy cày với hai chiếc máy đò. Đúng rồi. Cano cano nếu mà giờ có điều kiện mua cano ngon. Mà ví dụ như họ không mua ấy, thì chị bán ở đây mà nếu họ không mua thì chị mới dám trả gì, còn được. Không là chị bán hết cái thằng Sài Gòn. Bán bán Sài Gòn. Rồi nếu mà có nhu cầu đẹp hòn thì đúng rồi là thì tư vấn rồi trả về. Hả? À, trả về. Đúng rồi. Ở đây là hiện giờ là đang một chiếc mới về cái đây một tháng nào quý vị chưa có ai biết. Hả? À, mình cũng không biết luôn quý vị, mình mới biết đây mình xuống mình chia sẻ cho quý vị nha. Là bán hết rồi còn chiếc này nè. Có bán mấy chiếc rồi hả? À, bán mấy chiếc rồi. À con ngại bán được một chiếc rồi à. À, do người ta không có biết thì bây giờ cái đây rồi mình chia sẻ rộng rãi à. Nó là nhông xích của nó còn nguyên này à, nhông xích mới này, chỉ này nhông mới à, bánh rèn của nó này à, à cái nhông nó còn dài với me này, đúng đúng rồi nhông đúng đúng đầu cái đây nó để ý rồi đúng rồi này, cũng như nhông xanh dĩa vậy này, bánh nhông còn nguyên này. Đúng rồi đó, con gọi là con hồi sử dụng chưa hết. Đúng rồi rồi rồi, y như nhông xanh dĩa nó dài của mẹ đó, nó xích xô quá mà. Rồi quý vị thấy không? Đây 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 cái bộ nhông của nó đây, để nó là quý vị xích đây. À xích đây là xích sét với xù. Rồi. Gọi là coi như là hồi con sử dụng không ấy vậy. Rồi, hoàn nhật cái tấu rồi. Đâu quý vị chúng ta có nhu cầu ngang là mua xe máy xúc ngang, máy ủi ngang. Đó cano, đó thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Nhân ở thôn Minh Mỹ, xã Tân Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó thì sẽ tư vấn gặp trực tiếp ảnh. Đó, ảnh sẽ báo giá báo giá cho quý vị và ảnh tư vấn xe cộ cho quý vị. Đó, nếu như mà có thể gặp trực tiếp với con ảnh nữa trong xe là nó về trong Sài Gòn nhiều. Ở trong Sài Gòn nhiều đó. Đây quý vị đây bộ máy đây. Đây đây chỗ là đổ nước châm nước rồi đây. Đây đúng rồi. À. Máy máy à, này. Rất đẹp. Bình Nhật còn nguyên xi vậy. À. À bình Nhật luôn phải không? Ừ. Bình của nó này. À. Bình đâu rồi. Nguyên hay vậy. Nó về nguyên con mà chứ không có gì rồi. Nguyên con. À, không. Không có động đại tới. Từ Nhật kia luôn chứ không. Từ Nhật về. Chứ không có gì ra. Đâu rồi. Nguyên con mà vậy không. À. Xe. Là không tốt rốt à, quý vị tới xem xe nha, rồi máy em ru à, nếu mà khi mà con anh mua thì là phải thử cái xe thấy rồi quý vị máy em ru à, nên quý vị máy là yên tâm à, khi tới chúng ta là đề máy nổ rồi yên tâm à, máy nổ anh biết đề máy không có, à chứ mà đâu có đổ xăng phải không? Không đổ xăng vào để chỗ đó quý vị không bây giờ quý vị tới mua ngang là thử luôn. Đó quý vị thử luôn nha. Đó thì mình đứng trước chiếc xe. Đó và anh Nhân chủ chiếc xe này. Đó. Quý vị hãy liên hệ Huế phải quan đồ. Đầy đủ nói chung. Nói chung là đầy đủ giấy tờ quý vị. Yên tâm khi chúng ta mua chiếc xe này anh lo có những từ A đến Z cho quý vị, son tên rồi rõ ràng hết. Đó. Đó, đầy đủ anh bô son tên cho quý vị hết. Quý vị hãy cứ mua và về xài thôi, không có lo cái việc gì hết. Đó. Đó thì mình quay chi tiết từ nãy chiếc xe này vòng vòng cho quý vị xem. Thì tới đây video cũng đã dài. Đó thì quý vị có nhu cầu thì mình cũng xin nhắc lại thì hãy liên hệ với vợ chồng anh Nhân Loan ở đây. Anh sẽ
xem tư vấn những chiếc xe mà quý vị cần mua, là xe giá cỏ như thế nào và xe lớn nhỏ như thế nào đều có đó. Tại vì con ảnh là bán ở Sài Gòn đó, còn chiếc xe này là mới về Quảng Ngãi lại đây, về hai chiếc mà bán một chiếc, còn chiếc này mới về một tháng nay là để đây thôi đó. Mình cũng xin nhắc lại cho quý vị như vậy. Rồi video tới đây mình xin tạm dừng, cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã theo dõi. Nếu có quý vị thấy hay thì bấm like, chia sẻ, đăng ký, comment để ủng hộ, và chúng ta có thể tới trực tiếp gặp anh chị và chiếc xe này, hoặc là chúng ta hãy điện thoại để mà ảnh tư vấn và không khổ giá cả. Rồi xin chào tạm biệt quý vị.